Vào khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên tiếp nhận bệnh nhân Tạ Văn Hát, 19 tuổi, chấn thương sau tai nạn xe máy đâm ô tô, vào viện trong tình trạng suy hô hấp, vật vã, kích thích, nhiều vết thương trên cơ thể. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc đa chấn thương, gãy 5 xương sườn và xương đòn trái, vỡ cơ hoành tê gây thoát vị hoành, vỡ lách độ 2, được chuyển mổ cấp cứu. Quá trình mổ, kíp phẫu thuật nhận thấy trường hợp hy hữu ở chấn thương của bệnh nhân. Dạ dày nằm trọn trên ngực trái, xuyên thấu và xoắn qua gan trái bị vỡ, cơ hoành vỡ. Kíp mổ nhanh chóng lên phương án xử trí, cắt gan trái, gỡ hạ dạ dày thoát vị trên ngực xuống ổ bụng và khâu lại cơ hoành, dẫn lưu màng phổi trái. Sau 2 giờ 30 phút, ca mổ xuyên đêm đã thành công tốt đẹp. Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực tại khoa gây mê, hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.